Xin chào toàn thể anh em, mình mới vừa được cái lô nồi áp suất này của Nhật nha anh em. Anh em có thể dùng bếp ga, bếp từ đều được. Nồi áp suất Nhật này thể tích dung tích từ 4 lít đến 6 lít nha, còn nguyên tem Nhật luôn này. Nồi cũng mới mới tinh nha anh em, mới tinh này. Rồi còn rất mới nha. Nặng chắc nặng khỏi chê nha. Đây là những cái nồi 6 lít đây. Nặng chắc vô cùng. Nồi 6 lít đây. Đây là những nồi 4 lít rưỡi nha anh em, 4 lít rưỡi này, nồi này 5 lít rưỡi này, đây là những cái nồi bằng nhôm nha anh em, nồi Riken nhôm này, nồi của Nhật bằng nhôm nha, tem còn nguyên luôn, nồi Riken này, nồi này 6 lít nha anh em. Còn cái này cũng đi lên luôn, 4,7 lít. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy những cái nồi áp suất từ 4 lít đến 6 lít này của Nhật thì liên hệ bên mình nha, quá đẹp luôn.